cha, đau tay quá quý vị ơi. Ngày xưa và ngày nãy ngày nay, Hoàng Ngọc tin rằng hình ảnh của một anh chàng ôm cây đàn guitar vẫn luôn để lại trong lòng các cô gái những ấn tượng vô cùng khó phai. Nhưng mà nhìn vậy chứ mà khó lắm quý vị. Mặc dù Hoàng Ngọc đã nhờ một anh bạn mách nước cho vài chiêu trước khi quay hình để làm sao em phải trông thiệt là ngầu, nhưng mà trong lúc quay thì ngầu đâu không thấy, chỉ thấy chày da chóc vẫy thôi. Bởi vậy mới biết rằng để có thể đi được một chặng đường như vậy, chắc hẳn các người bạn của em đã phải có một tình yêu vô cùng to lớn dành cho cây đàn guitar. Cho nên cây đàn guitar đối với em vẫn là một cái nhạc cụ còn rất nhiều ẩn số, mặc dù tưởng như nhạc cụ này vô cùng gần gũi và chân phương. Thế nhưng may mắn thay, Hoàng Ngọc đã mời đến chương trình Gõ Cửa Âm Nhạc những vị khách mời vô cùng thú vị mà Hoàng Ngọc rất là yêu mến. Và Hoàng Ngọc tin chắc rằng thông qua chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ có được những câu chuyện rất là dễ thương, thú vị, ý nghĩa về cái đàn guitar, một nhạc cụ mà chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có cho mình một mảng ký ức về nó. Chào quý vị và các bạn. Hoàng Ngọc rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Gõ Cửa Âm Nhạc với chủ đề khúc Tây Ban Cầm. Và vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay chắc hẳn đã không xa lạ với các khán giả của Gõ Cửa Âm Nhạc. Dạ vâng, đó là thầy Nguyễn Thanh Huy, trưởng bộ môn guitar Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Hoàng Ngọc và thân kính chào quý vị khán giả của chương trình Gõ Cửa Âm Nhạc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi rất hân hạnh có mặt hôm nay để chia sẻ với mọi người về cây đàn guitar. Thưa thầy, em rất thích cây đàn guitar, nhưng mà chắc em nghĩ em giỏi phần nghe hơn là phần chơi. Và em cũng đã có dịp được nghe thầy cũng như một số các nghệ sĩ trong và ngoài nước biểu diễn trên các sân khấu lớn. Vậy thì thưa thầy, để chuẩn bị một buổi biểu diễn như vậy thì lịch tập nó có quá khắt khe không? Và có những nơi nào đào tạo về guitar chuyên nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh ạ? Rất là hân hạnh được giới thiệu cái khoa guitar của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Nhưng mà đầu tiên chúng ta sẽ đến tới với một cái tiết mục biểu diễn của một em nữ sinh viên của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng, như vậy thì quá tuyệt vời. Vậy thì kính mời quý vị khán giả của chương trình Gõ Cửa Âm Nhạc, chúng ta sẽ đến với tiết mục đầu tiên của chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thầy Huy ơi, một bạn nữ ngồi ôm cây đàn guitar quả thật trông rất là quyến rũ và cuốn hút phải không ạ? Vâng, thì đây là một trong những bạn nữ hiếm hoi của bộ môn guitar tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
Dạ, chào chị Hoàng Ngọc, chào thầy cũng như là các quý vị khán thính giả của chương trình Gõ Cửa Âm Nhạc. Thì em tên là Bạch Ngọc, hiện đang là sinh viên năm 2 trung cấp khoa guitar của Nhạc viện thành phố. Dạ. Bạch Ngọc ơi, chị thật sự rất là thích guitar và khi chị thấy em đàn như vậy chị vô cùng ngưỡng mộ. Và như thầy nói, em là một trong những sinh viên hiếm hoi của bộ môn guitar tại Nhạc viện. Và cái cơ duyên nào đã đưa em đến với con đường nghệ thuật âm nhạc nói chung và con đường với guitar nói riêng? Trước đây thì em cũng có học guitar nhưng mà sơ sơ thôi. Cái có một tình cờ là em đi xem hòa nhạc của thầy chương trình Giai điệu mùa thu thì không thì lúc đó là em chắc là chợt nhận ra là mình thích guitar rồi. Tức là khi mà em nhìn thấy thầy biểu diễn trên sân khấu thì em đã quyết định là đi theo cái con đường guitar chuyên nghiệp. Và Hoàng Ngọc tin chắc rằng thầy Thanh Huy vẫn còn nhiều điều muốn chia sẻ với chúng ta nữa. Thế nhưng chúng ta hãy cùng đến với tác phẩm kế tiếp của chương trình ngày hôm nay với phần trình diễn của Anh Quân quý vị nhé. Thank you.
tác phẩm quý vị vừa nghe đó là một cái tác phẩm được nhà soạn nhạc người Ý Mauro Giuliani viết trên biến tấu trên chủ đề của nhạc sĩ George Frideric Handel thời cổ điển. Và đây là một cái tác phẩm được các nghệ sĩ biểu diễn trên thế giới rất nhiều và được anh Quân trình bày hôm nay. Em xin chào chị Ngọc và kính chào tất cả các khán giả của chương trình Gõ Cửa Âm Nhạc. Em tên là Trần Hà Anh Quân và là học sinh năm tư trung cấp nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Chào anh Quân, chị rất vui vì hôm nay anh Quân đã đến với chương trình Gõ Cửa Âm Nhạc. Và chị được biết là khi mà tập đàn guitar thì nó sẽ có những cái đặc thù đặc biệt. Tác phẩm của em đàn vừa rồi rất là dễ thương. Vậy thì em đã tập tác phẩm này bao lâu rồi? Em tập tác phẩm này từ năm ngoái. Thế hả? Và thưa thầy, như Hoàng Ngọc được biết thì hiện nay có những bạn tuổi đời còn rất trẻ. Thế nhưng các em đã đạt được những thành tích rất ấn tượng khi tham dự các cuộc thi quốc tế. Như vậy thì chắc là Hoàng Ngọc sẽ được thưởng thức bởi một tiếng đàn của một em rất là trẻ. Nhưng mà khi thưởng thức thì Hoàng Ngọc sẽ thử đoán thử em đó trẻ là bao nhiêu tuổi. Như vậy hấp dẫn quá thầy ơi, và Hoàng Ngọc đoán rằng điều này cũng dễ thôi ạ. Vậy thì chúng ta hãy cùng đến với tiết mục thứ 3 của chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thank you.
thầy ơi, bạn này chơi hay quá, thế nhưng trông bạn cao to quá, thầy có chắc là nhỏ tuổi nhất khoa không thầy? Thực ra có lúc đầu có đố Ngọc thì mình cũng nghĩ là một cái câu đố khó mình mới đố. Cho nên là Quốc Anh thực ra không phải là người nhỏ tuổi nhất khoa, nhưng mà em đó là nhỏ tuổi. Thôi nhưng bây giờ thì Ngọc hỏi trực tiếp em Quốc Anh luôn. Vậy thì Quốc Anh có thể giới thiệu đôi điều về mình cho Hoàng Ngọc cùng với các khán giả Gõ Cửa Âm Nhạc được biết được không em? Dạ, em chào chị Hoàng Ngọc và chào quý vị khán giả đang xem chương trình Gõ Cửa Âm Nhạc. Em tên là Vương Quốc Anh, em 14 tuổi và em là học sinh năm 3/7 của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Quả thực là mới 14 tuổi thôi nhưng mà cao lớn quá cho nên là em không thể thoáng được là bạn bao nhiêu tuổi luôn đó thầy. Quốc Anh ơi, vừa rồi tác phẩm Jazz Em Chơi, Hoàng Ngọc thực sự rất là thích. Và quả thật là khi mà em đàn tác phẩm này thì em có cảm giác như thế nào? Em có thể chia sẻ cho chị cùng với khán giả biết được không? Dạ, cảm xúc của em khi mà đánh bài này thì em thấy nó rất là vui. Và có vài đoạn thì nó rất là lãng mạn. Dạ, đây là một tác phẩm rất là hình tượng. Và khi mà Hoàng Ngọc và khán giả nghe có cảm giác như là mình quay trở lại những thập niên 50-60 vậy đó. Cảm ơn Quốc Anh rất là nhiều. Và thầy ơi, có lẽ chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục tiếp theo của chương trình có đúng không ạ? Vâng, và chúng ta sẽ đến với một cái thế hệ là lớn tuổi hơn các bạn trẻ như hồi nãy giờ chúng ta nghe là các anh chuẩn bị ra trường tốt nghiệp đại học và coi như chuẩn bị để học vào cái hệ cao hơn, đó là hệ cao học. Thank you.
Để tiếp tục chương trình, sau khi nghe các bạn trẻ đã trình bày những tác phẩm của mình thì tôi muốn giới thiệu với một cái hệ đào tạo cao hơn, và hai em ở đây là từ bậc sắp tốt nghiệp đại học và một em là chuẩn bị học cao học. Xin mời. Dạ, xin chào thầy, chào Hoàng Ngọc và quý vị khán giả đến với chương trình Gõ Cửa Âm Nhạc. Mình tên là Trần Quang Huy, hiện là học năm thứ tư hệ đại học của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Mình tên là Lê Ngọc Niễn, đang học cao học năm thứ nhất tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Dạ, hai bạn cho Hoàng Ngọc hỏi là tính đến nay thì chúng ta đã tham gia được bao nhiêu các cuộc thi lớn nhỏ rồi ạ? Mình đã tham gia rất là nhiều cuộc thi lớn nhỏ, thì gần nhất là mình tham gia hai cuộc thi. Một là Asia Guitar Festival and Competition, và một cuộc thi mà lâu hơn, xa hơn nữa là Southeast Asia, cũng tổ chức ở Thái Lan. Thế còn anh Niễn ạ? Mình cũng như Quang Huy thì cũng từng tham dự rất là nhiều cuộc thi trong và ngoài nước. Thì cuộc thi mà gần nhất là Sài Gòn International Guitar Festival năm 2017, và cùng năm đó là có tham dự cuộc thi tài năng trẻ của các trường đào tạo về văn hóa nghệ thuật toàn quốc. Hoàng Ngọc cũng như khán giả của chương trình Gõ Cửa Âm Nhạc rất cảm ơn những phần chia sẻ của thầy và các bạn. Kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe và chúc cho các bạn thành công trên con đường nghệ thuật của mình. Và kính thưa quý vị khán giả, tác phẩm của Ngọc Niễn cũng sẽ thay cho lời chào tạm biệt của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại khán giả ở khúc Tây Ban Cầm số 2. Thân ái và chào tạm biệt quý vị. Thank you.